Dạ, xin mến chào quý vị hẹn thấy. Thì quý vị nào chỉ muốn mua cái alo mình dẫn lại tại vườn. Quý vị nào xem nhớ đăng ký ấn chuông cập nhật những video tiếp theo. Nay mình có cái vườn này nguyên phạm vi trồng môn quý vị là khoảng 19 cây. Thì chú bán với cái giá là 45 triệu một cây. 45 triệu cây là cho mình lựa 10 cây quý vị. Thì mình cũng khảo sát cái vườn này, nói chung là cây nào cây nấy, tuy rằng lớn nhỏ nó không quan trọng quý vị, nhưng mà cây rất là chuẩn ha, nó đẹp toàn diện hết luôn quý vị. Đây giống như cây này nè, nói chung là 10, 19 cây là cây nào cũng như cây nấy quý vị. Đế vậy nè, một cốt mà vậy không à, cây rất đẹp quý vị. Hoành dao động nó từ 40 ăn lên tới 49 quý vị, có một hai cây 49 50 gì đó. Nhưng mà mình tính trừ hao là cái này là mình đo không có cắn rễ ha quý vị. Cây này nằm mô không quý vị, mình thấy đẹp quá rồi mình quay cho quý vị xem tham khảo. Cây này cũng chừng bốn mấy à, cốt cành đó quá đẹp, một thân một cốt không quý vị. Đầu vô đuôi chọt nè, giống như cây này nè, một cốt mà lùng lực nguyên cái bể này nè. Nếu mà mình đo cái dòng eo ở trên đây á là khoảng 40 hơn quý vị. Còn nếu mà đo chạc đây là mình đo từ đó giờ mà không khi nào mình đo chạc, cái này tính ra cũ rồi, nó khoảng 50 á. Một cốt tại cành nói chung là rất là đều quý vị. Thì mình quay video này cũng mang tính chất tham khảo thôi, quý vị coi cảm thấy được thì cứ liên hệ với mình ha. Mình dẫn xuống trực tiếp tại vườn quý vị. Cây nói chung là 19 cây này cây nào cây nấy cũng đẹp hết á. Quý vị nào muốn mua về mà nuôi lợi á thì cứ liên hệ mình. Là chú bán tại vườn là 45 triệu một cây, cho mình lựa 10 cây. Đó, cây siêu này nè. Nguyên đúng bể cũ. Nó thân. Chùm cây quá đẹp quý vị. Có cây này cái trực một cốt nè, cây này hoành nó cũng dao động từ bốn mấy, nói chung là bốn mấy ăn lên chứ quý vị. Trong vườn này mình cũng đo rồi, chưa chưa cây nào mà 50 á, nó 49 yếu không à. Nhưng mà nếu mà mấy những chỗ khác mua về bán á có thể là đo hơn 50 nữa. Nó dài vô trong đây, chú cũng trồng hai hàng quý vị. Đó quý vị thấy không, hai hàng vậy luôn nè. Thì cái địa chỉ ở đây là chợ gạo Tiền Giang quý vị. Thôi Tiền Giang thôi. Mà dù này cũng có chắc cũng nếu mà khu vực anh em đây cũng biết, nhiều người biết. Nhưng mà hôm nay mình sẵn mình đi coi, chú cũng muốn bán sẵn thôi. Mình chú cũng kêu con ở đài thì cứ hỗ trợ chú bán. Cái này thì trong bầy nó rớt lại nè, nó rớt rớt là tay cành nó không có được khéo quá vậy, nhưng mà đế thì vẫn đẹp ha. Có một cốt không? Như cây này nè, nguyên bệ, nguyên bệ hết hồn. Cây này một gốc. Thì trong 19 cây này chú cho lựa mình, cho mình lựa 10 cây không quý vị. Mà với giá trị, với cái điều kiện là
vận chuyển sao không không cho tét nhánh những cây kế bên thôi. Chín cây chú cho mình lựa 10 cây, còn mua hết chú vẫn bán. Cây nào cái nấy nó hội tụ đủ yếu tố quý vị. Có cây này nãy là mình đo đầu tiên nè, 49 hoành yếu nè. Mà nếu mà những anh em chỗ khác đo là khoảng 50 năm mấy. Quý vị thấy nguyên hàng không, trồng theo cái lối có mô mô. Nói chung cái vườn này thì quý vị cứ yên tâm, quý nếu mà quý vị thiện chí muốn mua mà để sở hữu những chơi cây đẹp á, thì cứ liên hệ với mình mà dẫn xuống tại vườn. Cây trong 19 cây này mình lấy cái uy tín của mình bao quý vị, trong 10 cây quý vị sẽ lựa ra những cây nào nói chung là nó hội tụ đều yếu tố, kể cả đế tay cành một thân một gốc đều hết. Thì qua video thì mình nói quý vị cũng thấy rồi, chứ mình không có nói mà thêm để mà lừa gạt. Tại dàn cây này mình thấy quá chuẩn, rất là đẹp. Còn một hai cây thì chú vẫn bán không quý vị, nhưng mà cái giá thì không biết sao. Nhưng mà cái ước nguyện của chú thì chú muốn bán chục cây để cho nó trống. Tại vì chú cho nó trống đựng mấy cây mai vàng bên kia cho nó phát triển. Nó rậm quá chứ chú cũng chưa muốn bán nữa. Nhưng mà tại rậm quá chú muốn cho nó phát triển mấy cây mai vàng. Chủ yếu là chú chơi mai vàng, mai vàng bên kia là cây khủng không quý vị. Cái mai vàng bảnh một cốt mà đế hết hồn. Rồi thì tới đây mình cuối video mình cũng kết video tại đây quý vị. Cảm ơn quý vị dành thời gian quý báu ha. Quý vị xem thích cứ alo trực tiếp mình ha, mình dẫn xuống trực tiếp chủ vườn quý vị. Không kê cò lá gì hết.